Và bây giờ Bích Phượng đang đứng bên cạnh nhà báo Ngọc Hoài Phương. Ông là cựu chủ nhiệm của tờ báo Hồng Việt, tờ báo đầu tiên ở Lý Lốc Sài Gòn. Bích Phượng xin kính chào anh. Chào Bích Phượng. Anh làm việc chung với anh Vũ Ánh được bao lâu vậy anh? Tôi với anh Vũ Ánh là chúng tôi cùng vào nghề truyền thông này từ năm 23 tuổi. 23 tuổi tức là mấy chục năm rồi? Tức là đúng coi như là đúng một nửa thế kỷ đó. Thì như vậy chắc chắn là trong lòng anh hiện giờ chắc là đau buồn lắm. Thì anh có thể chia sẻ cái kỷ niệm hay là những cái gì mà anh nghĩ rằng nói tới Vũ Ánh thì là không thể nào mà không nói ra. Đối với Vũ Ánh thì chúng tôi là đồng nghiệp lâu, thì dĩ nhiên là chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Nhưng mà nói về Vũ Ánh thì tôi nghĩ là có nhiều người nói rồi. Tôi chỉ nhắc một điều là từ vài năm nay, tức là khi tờ Nhật báo Việt Herald chúng tôi ngưng làm việc ấy, thì chúng tôi có cái thói quen là cứ mỗi trưa thứ sáu là hẹn nhau đi ăn một lần. Thì Vũ Ánh là một người rất là cẩn trọng, nghĩa là một đã hẹn cái gì là phải làm đúng cái đó. Thì cái hôm thứ sáu vừa rồi đó là Vũ Ánh lần đầu tiên bị thất hẹn, có nghĩa là khi vào lúc mà 11 giờ sáng thì Vũ Đình Trọng có kêu điện thoại nhắc Vũ Ánh ngày hôm nay thứ sáu gặp nhau, thì Vũ Ánh ok ta sẽ tới, nhưng mà ta tới trễ 15 phút, lúc bây giờ là 11 giờ, rồi tới 12 giờ hơn chúng tôi đi ăn thì thiếu Vũ Ánh mà kêu không thấy trả lời nữa. Thì sau đó mới biết được là sau khi mà Vũ Ánh viết xong cái bài báo cuối cùng và gửi đi về cho báo Người Việt vào lúc 11 giờ 37 phút, rồi Vũ Ánh gục luôn. Và mãi tới chiều Yến Tuyết đi làm về mới thấy. Thì Vũ Ánh như vậy là Vũ Ánh là một cái người gia đình bạn bè mất mát, nhưng mà riêng với Vũ Ánh á, là anh đã ra đi rất nhẹ nhàng và ra đi ở trong cái lúc vẫn còn tiếp tục làm việc. Cũng giống như Việt Dũng, 3 tháng trước đó cũng buổi sáng vẫn làm việc rồi tới 9 giờ rưỡi mới ngưng làm. Thì tôi chỉ biết nói như vậy thôi. Cô Ánh là lần đầu tiên bị thất hẹn, đó là lần mà anh đi xa luôn. Với cái lòng kính mến anh Vũ Ánh, tôi đến đây để mà thắp nén nhang cầu nguyện và chào anh một lần chót, với lại để chia buồn với chị Ánh Tuyết. Dạ, thành ra sự ra đi của anh Vũ Ánh cũng là một cái mất mát lớn chung cho cái giới truyền thông và đám bạn bè. Đến trường học trường của anh đã đến đây để hội nhập, và nhờ đó để có thể trở về và sớm trở về được an lành bên một cái khỏi thế giới an lành hơn. Còn kính cung kính còn nữa cảm tạ và đổ ơn những cái gì học được và những cái gì. Nhà báo Vũ Ánh sinh ngày 5 tháng 5 1941 tại Hải Phòng. Ông tham gia hệ thống truyền thanh Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1964, lúc ông 23 tuổi. Sau đó thì ông nhận lệnh động viên cùng lớp thanh niên thời chiến, rồi làm phóng viên chiến trường trước khi được về phòng bình luận hệ thống truyền thanh Việt Nam Cộng Hòa, rồi trở thành chánh sở thời sự. Trong thời gian làm việc tại hệ thống truyền thanh, nhà báo Vũ Ánh đã rất nhiều lần chấp bút cho những bài diễn văn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trước Quốc hội hay trước quốc dân đồng bào. Vũ Ánh là một trong số ít các nhà báo đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào trưa ngày 30 tháng 4 1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn. Sau 30 tháng 4 1975, cùng nhiều sĩ quan quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa thì ông vào nhà tù Cộng sản và đã phải chịu tới 13 năm tù. Với tinh thần không khuất phục và giữ vững khí tiết người lính, ông cùng với một số bạn tù làm tờ báo chui mang tên là Hợp Đoàn. Chính vì điều này, ông bị biệt giam nhiều lần, với thời gian tổng cộng là 6 năm. Ông ra tù năm 1988.
phải bươn chải nhiều nghề để kiếm sống và nuôi mẹ già tại Sài Gòn, như là đạp xích lô, xẻ gỗ tại xưởng mộc, dạy anh văn cho người sắp đi định cư ở nước ngoài. Năm 1992, ông sang Mỹ định cư tại tiểu bang Virginia theo diện HO. Một năm sau đó, gia đình ông chuyển về California và từ đây thì ông quay trở lại nghề báo. Vũ Ánh, ông từng là chủ bút nhật báo Viễn Đông do cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng lập, tổng thư ký và sau đó là chủ bút nhật báo người Việt nhiều năm, chủ bút Việt Hero. Ngoài ra thì ông còn cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ khác tại quận Cam như đài phát thanh VNCR, đài truyền hình SBTN. 3 năm cuối đời, nhà báo Vũ Ánh nhận lời làm cố vấn biên tập Sống Magazine do Khánh Hòa, nhà báo Vũ Đình Trọng và cố nhà báo Lưu Sơn sáng lập. Ông giữ một sổ tay hàng tuần cho Sống Magazine. Sự trưởng thành của Sống Magazine ngày nay có sự đóng góp rất lớn của ông. Vũ Ánh là một nhà báo yêu nghề và say mê với công việc. Với cấp trên thì ông là người cương trực, không nhượng bộ cái sai, đi ngược lại với tinh thần báo chí. Với đồng nghiệp thì ông rất hòa đồng và thân thiện. Với cấp dưới thì ông là người hiền hòa, vui vẻ và luôn luôn nâng đỡ những nhà báo trẻ dấn thân với nghề nghiệp. Trước khi ra đi thì nhà báo Vũ Ánh cũng kịp gửi cho nhật báo Người Việt bài nhận định mang tựa đề là Hà Nội vẫn chưa đủ niềm tin cởi trói báo chí vào lúc 11 giờ 37 phút sáng cùng ngày. Và đó là bài viết cuối cùng của ông. Và thưa quý khán thính giả, linh cữu của nhà báo Vũ Ánh vừa được đưa vào bên trong để chuẩn bị hỏa thiêu. Đó là một vài hình ảnh mà Bích Phượng ghi nhận ngày hôm nay tại Peak Funeral Home trong buổi tiễn đưa nhà báo Vũ Ánh vừa qua đời hưởng thọ 73 tuổi. Năm 1965, chúng tôi bắt đầu làm việc cho Đài Phát thanh Sài Gòn. Thì lúc đó là chúng tôi là Vũ Ánh, Dương Phục và tôi là coi như 3 phóng viên chiến trường đầu tiên của Đài Phát thanh Sài Gòn. Và chúng tôi thực sự là đi học nhảy dù và nhảy vào các mật khu. Chúng tôi đi ra thực sự ngoài chiến trường, ngay trong lúc trận đánh, và chúng tôi tường thuật ngay tại chỗ, ngay tại mặt trận qua những hệ thống viễn liên của quân sự. Và sau đó là phát thanh trực tiếp lên Đài Phát thanh Sài Gòn. Và từ Đài Phát thanh Sài Gòn được chuyển đi tất cả các nơi khắp các tỉnh. Thành thử đó là một trong những cái bước tiến rất là đặc biệt của hệ thống truyền thanh Việt Nam. Rồi sau đó là chúng tôi cũng tiếp tục làm việc với nhau. Và sau này thì cuối cùng thì Vũ Ánh phụ trách toàn bộ sở thời sự ở bên Đài Phát thanh Sài Gòn. Thì chúng tôi cũng phụ trách thời sự biên tập của Việt Nam Thông tấn xã. Đó là hai cơ quan lớn nhất, thông tin lớn nhất của Việt Nam Cộng hòa thời đó, tức là Thông tấn xã Việt Nam của quốc gia Việt Nam và bên kia là hệ thống truyền thanh của quốc gia Việt Nam. Thành tự chúng tôi làm việc song hành ở hai cơ quan. Chị quen biết với nhà báo Vũ Ánh như thế nào ạ? Quen biết về tuyết. Nhưng mà nhà báo Vũ Ánh thì là tôi rất có cảm tình với anh. Vì anh là người rất là đạo đức, lại là hướng về cái tâm linh nhiều hơn. Thành thử ra ngày nay phải đi tiễn anh một chút. Vũ Ánh với tôi là cùng những là phóng viên đầu tiên của Đài Phát thanh Sài Gòn ngày xưa. Người đó cũng còn trẻ thì chia sẻ với nhau, đi làm phóng sự với nhau, có đi học khóa nhảy dù với nhau từ làm phóng viên dân sự. Tôi với Vũ Ánh với anh Lê Phương Nhuận là ba người đó. Thành thử khi nghe tin anh Ánh mất đó, đối với tôi cũng giống như là một người ruột thịt trong gia đình. Quý khán giả đang theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại nhà quan Peak Family trong tang lễ của nhà báo bình luận gia Vũ Ánh. Bích Phượng tường trình từ thành phố Westminster.